Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé, xin chào toàn thể các bác. Hiện tại thì em đang đóng một đôi loa của C6000 đến từ công ty của EB Pro các nhé. Thì hiện tại thì hôm nay sẽ gửi đi cho anh Nguyễn Minh Phong, anh đến từ Lưng Bình. Và đây là số điện thoại của anh. Anh đã cọc trước cho bên em cọc hết gần như là toàn bộ số tiền của đôi loa C6000 này rồi. Còn tính tiền vận chuyển nữa luôn. Bây giờ bên em đang đóng hàng và chuẩn bị gửi hàng đi cho mình nhé. Đây là những cái sản phẩm hàng chính hãng của công ty, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Và đều là những cái chất lượng âm thanh cực kỳ là hay. Vừa rồi thì em đã có test qua một chút chất âm, test qua trực tiếp ở trên video cho anh rồi, nên là cũng không làm video tiếp chất âm của những đôi loa C6000 này nữa. Đấy, là chất lượng âm thanh cực kỳ là hay các anh nhé. Và những đôi loa C6000 này bác thể thấy không ạ? Đường vân của nó này và màu sắc của nó thì cực kỳ là đẹp. Con này thì chiều cao của nó sẽ rơi vào 1m25 các anh nhé. Chiều sâu của nó thì nó sẽ rơi vào tầm 38, còn chiều ngang của nó thì nó sẽ giờ tầm 33 các anh nhá. Đây là một trong những cái đôi loa nhìn cực kỳ là cao to và rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Và những cái đôi loa này thì em xin phép các bác là em sẽ bỏ hết những cái hộp của nó ra và sẽ đóng lại thật chắc chắn nhá trước khi gửi hàng về. Nếu bác ở gần đây thì em sẽ để giữ nguyên hộp của những cái sản phẩm EB Pro gửi từ công ty về. Nhưng mà khi mà đóng gửi hàng xa, đặc biệt thì gửi qua Viettel hoặc là gửi qua bưu điện ấy, thì bên em sẽ phải đóng nó chắc chắn hơn các bác nhá. Đấy. Một đôi loa C6000 đến từ công ty của EB Pro USA và nhập khẩu và sản xuất tại Đài Loan các bác nhé. Đấy. Chất lượng 5 sao thương hiệu của Mỹ. Đây. Và như em đã nói thì những cái dòng sản phẩm C6000 các bác có thể thấy này. Đấy, tất cả thì đều được làm bằng những cái chất liệu cực kỳ là tốt nhé. Đấy, bằng chân đồng các bác này. Đấy, đường input bằng đồng. Những cái đường vào, đường ra của nó sẽ được làm bằng thép không gỉ các bác nhé. Đấy, đưa ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ là tốt. Đấy, mã số series của sản phẩm này. Tem nghiêm phong này và mã vạch đến từ công ty để phân biệt hàng giả hàng nhái EB Pro C6000, đưa ra chất lượng âm thanh cực kỳ là tốt các bác nhé. Và có một cái lỗ thông hơi ở đây các bác nhé, một lỗ thông hơi ở trên đây. Đấy, có bên trong có cả lưới để chống chuột, một trong những cái đôi loa cây đưa ra cái chất lượng hay nhất các bác nhé. Nếu bác nào mà đang quan tâm về những cái đôi loa C6000 này về để chơi Tết thì bác có thể liên hệ ngay cho bên em nhé. Một trong những cái đôi loa ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ là tốt. Đó. Bây giờ thì em sẽ xin kết thúc video ở đây và đóng hàng gửi hàng đi cho anh nhé.